Đề cử của bóng vàng Dubai, Ronaldo và Messi tranh tài, Vinicius trả hận Rodri. Ban tổ chức Globe Soccer đã công bố danh sách 33 ứng viên cho danh hiệu của bóng vàng Dubai và Cristiano Ronaldo cùng với Lionel Messi tiếp tục góp mặt để cạnh tranh cho giải thưởng danh giá này. Mới đây, thì ban tổ chức đã công bố danh sách 33 ứng viên cho danh hiệu của bóng vàng Dubai 2024. Trong số những cái tên góp mặt thì đáng chú ý nhất vẫn phải kể đến hai huyền thoại sống của làng bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Với Messi siêu sao 37 tuổi đã có một năm đáng nhớ với những danh hiệu có được cả trong màu áo Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina. Về phần Ronaldo thì siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ trong màu áo của Anad khi ghi được tổng cộng 58 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Do vậy thì thánh tích này lại không thể giúp ông lớn tại Ả Rập có được bất cứ danh hiệu nào. Tại bộ đầu Nha, cựu sao Real Madrid cũng có màn thể hiện dưới sức tại Euro 2024 khi chỉ có vỏn vẹn một đường kiến tạo trong năm trận đấu và cùng với Selecao châu Âu dừng chân tại tứ kết. Ngoài Ronaldo và Messi, những ứng viên khác cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ cho danh hiệu này. Vinicius Junior và Rodri là hai cái tên đã để lại tranh cãi lớn trong cuộc đua của bóng vàng năm nay, cũng góp mặt và hứa hẹn sẽ cho giải thưởng của bóng vàng Dubai tăng thêm phần thú vị. Cầu thủ hạng nhất đánh nhau trong đường hầm sân thống nhất. thi đạo Nguyễn Xuân Nam, PVF Công an Nhân dân bị Vũ Văn Sơn trẻ thành phố Hồ Chí Minh tác động khiến môi chảy máu sau trận đấu tại vòng 4 hạng nhất 2024-2025. Sau trận đấu tại vòng 4 hạng nhất 2024-2025, Trận này thì Xuân Nam đá tiền đạo cắm, còn Văn Sơn là trung vệ nên thường xuyên đối đầu nhau, dẫn đến khúc mắc. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số không đều, cả hai đi ngược nhau và chạm mặt ngay trước phòng nghỉ của tổ trọng tài. Theo hình ảnh từ camera an ninh, Xuân Nam đã nói gì đó rồi đưa tay đẩy vào mặt của Văn Sơn. Cầu thủ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh lập tức phản ứng lại, dẫn đến đôi bên xô sát. Phải nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh và các cầu thủ đôi bên, cả hai mới rời nhau ra. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 giây. Hình ảnh trên fanpage của PVF Công an Nhân dân sau đó cho thấy Xuân Nam đã chảy khá nhiều máu từ mũi xuống cổ. Cầu thủ đội khách cho rằng tranh cãi trong và sau trận là bình thường, nhưng không ngờ bị đối phương đấm rồi bỏ chạy. Còn huấn luyện viên Trần Duy Quang của câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông không chứng kiến trực tiếp nhưng được các cầu thủ trong đội kể lại rằng vụ việc xuất phát từ cả hai phía và Xuân Nam là người ra đòn trước, trùng khớp với hình ảnh từ camera giám sát. Đôi công hấp dẫn, ý thắng kịch tính bỉ tại Nation League. Trận đấu căng thẳng giữa Bỉ và Ý tại Nations League đã khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 cho đội tuyển Ý. Cả hai đội đều thể hiện lối chơi mạnh mẽ và quyết tâm cao độ trong từng pha tấn công, khiến trận đấu trở nên kịch tính từ đầu đến cuối. Ngay từ những phút đầu thì ý đã nhanh chóng chiếm ưu thế kiểm soát bóng. Phút thứ 11 thì Giovanni Di Lorenzo tung một đường truyền chuẩn xác để Sandro Tonali dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, giúp ý mở tỷ số 1-0. Bị sau đó nỗ lực tổ chức nhiều pha tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của ý thi đấu tập trung và chặt chẽ, ngăn cản hiệu quả với các pha phối hợp của đối phương. Phút 32, Luis Openda có cơ hội tốt sau đường truyền từ của Romeo Lukaku, nhưng sự xuất sắc của hậu vệ đội tuyển Ý đã kịp thời cản phá. Trận đấu tiếp tục với những pha lên bóng từ hai phía tạo thế trận đôi công, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Và hiệp 1 kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về đội tuyển Ý. Bước sang hiệp 2 thì bị gia tăng sức ép với hy vọng lật ngược tình thế. Phút thứ 61, Luis Openda suýt có bàn thắng khi tung cú sút hiểm hóc vào góc trái, nhưng thủ môn Jaloni Donnarumma phản xạ xuất sắc để cản phá cứu thua cho đội tuyển Ý. Các phút tiếp theo chứng kiến hàng loạt tình huống nguy hiểm của bị tạo ra, như phản đánh đầu chạy cột dọc của Romelu Lukaku ở phút thứ 78 và cú sút dội cột của Woodfield ở phút thứ 83. Ý không ngừng phản công, tuy nhiên những nỗ lực của Di Lorenzo và Moisés không đủ để gia tăng cách biệt dù không giành được điểm vì đã thể hiện lối chơi đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nhưng sự kiên cố của hàng thủ ý và tài năng của donnarumma đã giúp đội khách bảo toàn chiến thắng kết quả này giúp ý củng cố vị thế của mình trong bảng đấu trong khi bỉ sẽ cần cải thiện khả năng dứt điểm để có thể cạnh tranh tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo